Ok, xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay Henry cũng giới thiệu đến tất cả các anh chị một cái trang web để chúng ta có thể đăng ký tên miền trong cái thị trường crypto. Thì vừa qua cũng có một đợt airdrop rất là lớn từ ENS, và những anh chị nào đã đăng ký tên miền .eth trước đó thì cũng được airdrop rất là nhiều, và đâu đó tầm khoảng vài ngàn cho đến vài chục ngàn. Những người đăng ký tên miền .eth thì cũng không nghĩ là sẽ được airdrop như vậy. Henry may mắn cũng có sở hữu được tên miền .eth và cũng được một phần airdrop. Đấy. Thì chúng ta cũng nên thử, chúng ta cũng nên thử cái dịch vụ của tên miền này để xem coi là thứ nhất là các anh chị đăng ký để có thể sau này chúng ta có nhu cầu chúng ta sử dụng, hoặc là chúng ta đăng ký sử dụng dịch vụ, biết đâu là một ngày đẹp trời thì họ cũng có những cái chương trình airdrop thì chúng ta sẽ không bị miss. Đấy. Ok, thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta đăng ký tài khoản ha. Đầu tiên đăng ký tài khoản. Thì các anh chị click vào cái link mình có đề cập phía dưới cái phần mô tả ha. Sau khi các anh chị click vào cái link rồi thì chúng ta sẽ đăng ký tài khoản vào sign up và login. Ok, chúng ta sẽ sign up với mail ha. Ok, vào Gmail. Xác nhận ha, ok. Ok, thì hiện tại mình đã đăng ký xong cái tài khoản. Đây, các anh chị vào đây chúng ta kiểm tra coi chính xác hay không nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm cái tên miền mà chúng ta mong muốn đăng ký. Đấy, thì mình sẽ đăng ký một cái tên miền đó chính là Chain ha. Meta. Đấy, Chain Meta. Các anh chị bấm search đây thì chấm ít là các anh chị có giá là 100 đô ha, chấm crypto là 40 đô, chấm coin là 40 đô, chấm wallet là 20 đô, chấm bitcoin là 40 đô, chấm 888 là 20 đô, chấm NFT là 20 đô, chấm DAO 20 đô, chấm ZIL 20 đô và cái blockchain này thì chưa ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạo một tên miền chấm chainmeta.nft đi, cho nó hợp lệ ha. Ok, chainmeta.nft. Thì các anh chị thấy cái màu xanh này á là mình có thể đăng ký được ha. Ok, gọi là khả dụng đó các anh chị. Thì bây giờ mình sẽ add to cart ha. Sau khi thêm vào giỏ hàng thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bước là chúng ta sẽ check check out. Các anh chị chọn no nha. Ok, và check out luôn. Đấy. Thì ở đây mình sẽ có nhiều cái phương thức để thanh toán ha. Đầu tiên là credit card. Thì các anh chị có thể thanh toán bằng thẻ Visa hoặc là Master. Đấy. Thứ hai là PayPal. Đấy. Thì các anh chị có tài khoản PayPal thì chúng ta thanh toán qua PayPal. Cryptocurrency và cái app cái cuối cùng đó là app của crypto.com. Thì bây giờ là Henry sẽ thanh toán bằng cryptocurrency ha. Chúng ta sẽ ấn vào Start. Ok, thì bây giờ sẽ có rất là nhiều cái đồng để chúng ta có thể thanh toán được. Đó chính là Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, DAI, Litecoin và USDC. Thì Bitcoin, Bitcoin Cash với lại Ethereum á, hiện tại thì cái fee nó cũng khá là cao ha. Thì bây giờ á là cái đồng DAI cũng vậy, đồng DAI thì các anh chị chuyển qua cái ERC20 ấy thì cũng phí rất là cao. USDC cũng chuyển qua ERC20 thì cái chi phí cũng rất là cao. Thì bây giờ là Henry sẽ quyết định đăng ký thông qua cái thanh toán bằng Litecoin ha. Ok, thì bây giờ Henry sẽ bắt đầu thanh toán. Ok, hiện tại thì đơn hàng mình đã hoàn tất nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần go to my domain để chúng ta kiểm tra nha. Đây. Thì một cái hóa đơn sẽ được gửi về cái email cho tất cả các anh chị chúng ta khi chúng ta đăng ký. Đây. Thì bây giờ chúng ta vào go to my domain nha. Ok, thì bây giờ là mình đã mua thành công cái domain này ha. Và bây giờ mình sẽ min cái domain này và
À, chúng ta min domain này thì chúng ta sẽ min miễn phí chứ không có tốn phí gì nha tất cả anh chị. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phi min nha các anh chị, vào phi min continue MetaMask. Ok, ký send code. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào mình lấy cái code nha. Ok, mình sẽ dán vào đây. Thì các anh chị tích vào đây nha. Các anh chị tích vào cái I understand nè. Xong chúng ta nhấn confirm ha. Rồi. Thì cái mining nó đã bắt đầu rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc chờ thôi. Hoặc là các anh chị vào check Google Red ha. Thì chúng ta sẽ xem coi là nó đang như thế nào. Thì cái tên domain của mình ha. Cái min domain thì ở đây là cái TX ha. TX thì chúng ta sẽ mở thử. Đây là hiện tại nó đang pending. Đấy. Đấy. Đây là cái TX nè. Như vậy là ok rồi các anh chị. Thì bây giờ mình chỉ chờ cái pending này nó success cái là ok. Đấy. Thì vừa rồi mình cũng giới thiệu các anh chị cái cách để chúng ta có thể đăng ký cái domain, cũng như là chúng ta min cái domain của chúng ta về cái địa chỉ ví MetaMask. Đấy. Thì hy vọng rằng cái video này thì giúp tất cả các anh chị chúng ta thao tác một cách dễ dàng và mua những cái domain ưng ý, và hy vọng rằng chúng ta sẽ nhận được những cái reject tips trong tương lai giống như là ENS. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những cái video sau.